4 từ hàng ngang gợi ý như sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một từ hàng ngang và đó sẽ là sự lựa chọn của bạn Hữu Tráng. Xin mời bạn ạ. Em thưa chị, em chọn hàng số 3. Hàng ngang số 3 là một từ có 4 chữ cái. Câu hỏi là từ nào còn thiếu trong bài hát sau? Đâu chúng mang dẫn, đâu dám ai ưa nhìn, trong lòng tôi câu hát người xin. Bạn Hữu Tráng và Minh Trí có câu trả lời là đình và vàng là câu trả lời của bạn Quang Thái. Từ còn thiếu trong bài hát mà chúng ta vừa nghe là từ đình, câu trả lời của hai bạn Hữu Tráng và Minh Trí. Chúc mừng hai bạn vừa có thêm một điểm 10 với câu trả lời đúng vừa rồi. Ô số 3 của hình ảnh gợi ý cũng vừa được lật mở. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một từ hàng ngang khác. Xin mời bạn Minh Trí lựa chọn ạ. Chị em chọn từ hàng ngang số 2. Hàng ngang số 2 cũng là một từ có 4 chữ cái với câu hỏi như sau. Hào khí Đông A là vinh danh của triều đại nào? Lần này cả 4 bạn đều có chung đáp án là Trần và chúng tôi được chúc mừng cả 4 bạn vừa có thêm một điểm 10 nữa với câu trả lời đúng vừa rồi. Từ bạn Hữu Tráng. Em thưa chị, câu trả lời của em là tranh Đông Hồ ạ. Đây đúng là một cụm từ gồm có 11 chữ cái. Nhưng nếu như bạn chăm xem Olympia hơn một chút thì sẽ thấy rằng tranh Đông Hồ cũng đã từng là một chướng ngại vật gần đây của chương trình. Và chắc chắn đó không phải là ẩn số mà chúng ta phải đi tìm trong phần thi vượt chướng ngại vật ngày hôm nay. Rất tiếc là bạn Hữu Tráng đã đưa ra một câu trả lời chưa đúng và chúc bạn phải chính xác hơn nữa trong các phần thi tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại phần thi vượt chướng ngại vật cùng ba bạn Minh Trí, Quang Tuyến và Quang Thái. Ô thứ hai của hình ảnh gợi ý cũng vừa hiện ra và bây giờ sẽ là một từ hàng ngang khác. Xin mời bạn Quang Tuyến lựa chọn ạ. Hàng ngang thứ nhất. Hàng ngang đầu tiên là một từ có 3 chữ cái. Câu hỏi như sau, cơ quan sinh sản của cây phượng vĩ là bộ phận nào? Bạn Minh Trí có câu trả lời là hoa và bạn Quang Thái có câu trả lời là quả. Có một người đã giành điểm và đó là người đứng ở vị trí số 2 với câu trả lời là hoa. Xin chúc mừng bạn Minh Trí. Thêm một góc hình số 1 nữa vừa hiện ra và các bạn vẫn còn một từ hàng ngang nữa. Đó là từ hàng ngang số 4 có 10 chữ cái với câu hỏi như sau. Ngọc Tỉnh Liên Phú là tác phẩm nổi tiếng của tác giả nào? Bạn Minh Trí có câu trả lời là Mạc Đỉnh Chi và bạn Quang Tuyến có câu trả lời là Mạc Đỉnh Chi. Trong các văn bản của miền Nam thì có nhiều sách ghi là Mạc Đỉnh Chi, vì vậy câu trả lời của bạn Minh Trí được chấp nhận. Chúng ta gần như vừa đồng thời nhận thấy hai tín hiệu xin trả lời chướng ngại vật. Người nhanh hơn là bạn Quang Thái. Bạn đang nghĩ đến ẩn số nào ạ? Dạ, em đang nghĩ đến Trạng Nguyên ạ. Bạn Quang Tuyến có câu trả lời khác không ạ? Cũng vậy ạ. Tráng Nguyên đúng là một cụm từ có 11 chữ cái. Không biết là các bạn cổ động viên có tin tưởng vào câu trả lời của bạn Quang Thái hay không? Trong những phút vừa rồi thì ba bạn Hữu Tráng, Minh Trí và Quang Tuyến đều lựa chọn những từ hàng ngang có ít chữ cái nhất. Có vẻ như là họ e ngại từ hàng ngang số 4 này có nhiều chữ cái nhất. Nhưng chính hàng ngang số 4 này lại là một manh mối rất quan trọng để các bạn đi tìm ra được ẩn số Trạng Nguyên là điều mà chúng tôi vừa nhắc đến trong phần thi của chúng tôi ngày hôm nay. Xin
Xin mời Quang Thái. Bạn là người vừa chiến lại bật thành công nhất trong số 4 thí sinh của cuộc thi ngày hôm nay và vừa có thêm 20 điểm với câu trả lời vừa rồi. Danh hiệu Trạng Nguyên bắt đầu có từ thời nhà Trần ở nước ta và đây là người đỗ đầu các kỳ thi đỉnh. Trạng Nguyên cũng là tên của một loài hoa và chúng ta đều biết rằng Mạc Đĩnh Chi là một Trạng Nguyên rất nổi tiếng của đất nước chúng ta. Hình ảnh gợi ý mà chúng tôi đưa ra đã làm khó các bạn một đôi chút, đó là hình ảnh bức tranh có tên là Vinh Quy Bái Tổ thuộc dòng tranh dân gian Đông Hồ. Như vậy bạn Quang Thái là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật vừa qua và bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy trên sân khấu 3 điểm số 90. Chắc chắn những phần thi sau sẽ là những phần thi rất hấp dẫn. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tổng kết số điểm mà họ đang có sau phần thi thứ 2 của chương trình. Bạn Hữu Tráng đang có 70 điểm. 90 là số điểm của bạn Minh Trí. Đó cũng là số điểm của bạn Quang Tuyến. Và cũng đang sở hữu 90 điểm là bạn Quang Thái. Em thấy mình hơi vội vã vì em nhìn thấy một góc tranh bên phải có hình bức tranh, em nghĩ là tranh Đông Hồ nhưng không phải. Em cũng hơi thấy hối tiếc khi mà chưa được xem cái chương trình mà có cái tranh Đông Hồ. Trước ngày giật ngày hôm nay khá là thú vị. Những cái từ hàng ngang thì trong khả năng em giải được, còn chướng ngại vật thì thật lòng là em nghĩ không ra. Em vừa đếm xong chướng ngại vật của em thì thấy bạn Quang Thái bóng mất rồi nên là em cũng thấy tiếc. Em thấy hôm nay thấy bạn Minh Trí, bạn vừa chướng ngại vật rất là tốt. Bởi vì 4 từ chìa khóa bạn đã trả lời hết cả 4. Điểm số của bạn cũng sát sao. Tới giờ em cũng nghĩ là chưa nói lên được điều gì cả. Là người chiến thắng phải là người nhanh nhất và người chính xác nhất. Cả 4 bạn đều đã đưa ra những câu trả lời rất nhanh chỉ trong vòng có 3 giây thôi. Điểm số của các thí sinh đều đã tăng lên đáng kể.